làm gì chửi yêu ăn mít. Trời ơi, sao mà chụp hình muối mít gửi quá chứ. Anh Tài thấy giống như đâu ai hào phóng như má Hương của em. Xin đồ ăn không bao giờ chửi một tiếng, một lời cũng không bao giờ than vãn đàn em. Mới chửi thôi. Ăn xong mới quay clip chửi. Để ăn sao chùa ngậm miệng mà ngập họng rồi đó. Nè, đang ăn nè, vẫn thường trực ăn uống nè. Đăng ký vô cha mẹ em vậy đó. Đăng ký vô cha mẹ chị vậy đó. Chị của chị phải gọi cho chị. Ờ Hương ơi, hôm nay em muốn ăn cái gì chị làm. Không, gọi điện cho ông Chí Tài. Ông Chí Tài tự ra món luôn. Hôm nay anh muốn ăn gì nghe. Bỏ tôi ăn bơm luôn trời. Trời mà cái này chọn cơm gia đình vậy. Ăn với ổng như là cung nữ vậy. Phải ngồi gấp cho ổng từng miếng thịt. Nè, cái miếng thịt phải nạc. Cá là phải gỡ xương. Thịt là phải cắt ra từng miếng nè. Dạ, bất mãn hả? Nghe tao nó bất mãn đọc đồ rồi. Đâu? Bút, bút ra, sao đọc đồ vậy? Sườn nè, sườn cho con em á thì miếng bự như vậy. Mà sườn cho ông Tài á là cắt nhỏ vậy nè. Thấy chưa? Thấy lộng hành không? Bây giờ anh đi đâu? Anh đi ao ăn cũng giọng ba chén cơm của em rồi anh đâu nữa Tài. Hả? Anh đừng có xạo xạo. Nhóm là tội nghiệp đó, nó ngồi nó chờ, nó ăn hết cơm của tao. Nó ăn cơm của nó, nó chàng có đồ ăn tao luôn mà tao ăn linh kìa. Rồi bây giờ sáng bừng ăn chàng với trái cây tao luôn là sao Tứ? Không phải đúng giờ chứ đi chật giờ hoài vậy. Hả? Thằng Dương đâu? Thôi uống miếng nước đi, trộn Dương tới giữa thêm giận nữa nè. Thằng Dương đâu? Con biết con chết len. Mày nghe Dương nha. Mày luôn. Nhớ có ba thằng mà để cái thằng già nhất nó vô. Nó ăn cơm mà nó ăn trà của tao. Mà tới ông Linh từ bận đồ quét mà cởi ra luôn. Bây giờ ông có cây trường luôn. Ăn cái gì hết đó của tao. Vô ăn, ăn quá thì ăn luôn. Một mình nó ngồi để nó ăn. Tụi bay đi, tụi bay ăn ở sao tới trễ hả? Em bút lên hai ông xàm nè. Hả? Bây giờ mới tới đó Tài. Hai chơi là xàm nhất. Mà nó nhà vô ăn cái cây của anh luôn. Em mua cho anh mà vô ăn luôn. Muốn ăn là phải chịu nhiều nỗi nhục nha. Đó mùi chứ. Mày chưa dùng bằng tao đâu. Tao lâu rồi hả? Ông cứ ăn nào mà ông không ăn cái nỗi nhục gì hả? Thôi mình phải quan tâm, không cần. Miễn ăn được rồi hả? Miễn ăn no được rồi. Mày nói đâu mất tiền mua gì vậy? Nhiều quá ăn nổi. Tiền nhiều đi. Chưa, sao hỏi chiều nay ăn gì vậy nữa trời. Chiều từ tốt quá. Cái gì từ tốt là tao không vui. Gia đình mới nuôi thêm ông Chí Tài nữa rồi. Hỏi chiều ăn gì luôn. Mời ở đâu em dở cơm em tới luôn. Chắc ngày 23 đêm rồi ăn sáng tới nhà mình luôn. Vậy hả? Ăn tốn tiền. Sáng 23 giờ mới rồi. Ăn sáng luôn. Đủ 3 bữa. Để là thánh chửi số một Việt Nam cho anh biết nữa rồi ông vẫn xin tôi có nói ăn ăn hoài vậy anh nói em sao thấy chưa tôi nói vậy mà vẫn cứ em đổ canh nha không có quan tâm cái gì ngoại cảnh hết trơn á đang ở đâu thôi vậy anh Tài lớn tuổi mà chị ờ tính quá đi ra đi nói nghe nè chửi như vậy mà hỏi Hương Hương đổ canh giùm anh chứ cũng không có bỏ qua mà còn phải hầu nữa tôi ăn xong cho anh miếng canh dục nhã thêm mà vẫn còn kè dở cơm cái mươi nữa cứ mãi dở dở cơm kìa dở cơm kìa tại vì sao tôi có một bà chế nấu ăn thần thánh cho nên đứa nào nó đòi ăn cơm bả cho nên giờ tôi có quyền đó giờ đăng ký mà ba bữa là này em thuận như cô ở cũng tưởng nè em bây giờ có đi mất cắp em không mất cắp nào rồi. Nhiều không?